Hello, my students. My name is Vũ Thị Thương, but you can call me Miss Anh Phương. What do you like to do in your free time? For me, I like listening to music and watching cartoons. I believe that our similar interests will make our class interesting and exciting. My major at university is English. With a passion for teaching, I started my tutoring job. In my second year of university, I tutor primary and secondary school students. With my teaching experience, you can count on me. We will be each other's companions. I will always be your side to encourage and help each other during English lessons. In my class, please raise your hands to express your opinions. I will listening to all your opinions. Are you ready? Now, let's start the exciting seasons of Edupia. Xin chào các học sinh của cô. Tên cô là Bùi Thị Thương. Nhưng các con có thể gọi cô là cô An Du. Trong thời gian rảnh, các con thích làm gì nào? Đối với cô thì cô thích nghe nhạc và xem phim hoạt hình. Cô tin rằng với niềm yêu thích giống nhau của chúng ta sẽ khiến cho lớp học của chúng ta thật thú vị và sôi động. Chuyên ngành của cô tại trường đại học là ngôn ngữ Anh, nhưng với niềm đam mê giảng dạy, cô bắt đầu công việc gia sư của mình tại năm 2 đại học. Cô dạy gia sư cho các bạn học sinh cấp 1 và cấp 2. Với kinh nghiệm đi dạy của mình, các con có thể tin tưởng vào cô. Chúng ta sẽ là những người bạn đồng hành của nhau. Cô sẽ luôn ở bên cạnh động viên giúp đỡ các con trong những giờ học tiếng Anh này nhé. Trong lớp học của cô, các con hãy giơ tay phát biểu ý kiến của mình. Cô sẽ lắng nghe tất cả các ý kiến của các con. Nào, các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu các buổi học đầy thú vị tại Edupia nhé!